Đây này, hướng dẫn nhá, hướng dẫn quy trình nhé, để hiểu được cái quy trình bốc như thế nào. Bên đây là sắp xếp đúng theo phong thủy này, mang thần tài hiểu chưa? Những cái gì như thế này để hướng dẫn nói cho bạn hiểu này. Thứ nhất là ông thần tài thổ địa là đúng thứ tự như thế này, hiểu chưa? Đấy, đây mình thân thêm những vật phẩm chiêu tài, ví dụ như là tiền ngũ đế này, tiền long bộ, đôi long quy thiềm thừ này, đôi long quy thiềm thừ này, đúng chưa? Đấy, nửa thì để bên bên tay trái của bát của bàn thờ, bên phải của mình ấy, nửa thuộc dương mà. Đây này, tay phải đây này, đấy một ngôi đèn ở đây, đến đây đây. Còn là hoa thuộc âm, nữ thì nó thuộc bên tay phải, bên tay trái của mình, hiểu chưa? Tất cả những cái đồ để trên này nó phải theo quy trình đấy, chứ mà mình thích mình để thế nào được đâu nhá. Okay. Còn hoa quả bánh kẹo để sao cho nó gọn hợp lý là được. Bây giờ mình nhà mình chặt thì mình phải để sau những cái gom mình để hết về trong bên này, đúng chưa? Đúng không? Nhà nó gọn. Đấy, bên kia để sau này bên kia để bánh kẹo tiền vàng, bên này để hoa quả. Để quả. Đấy. Cứ để cứ để như này, sắp như này rồi cứ để như thế không? Đúng rồi, cứ để như thế nhá. Đồ lễ thì mình cứ giữ nguyên này. Thỉnh thoảng mình thay chứ không phải ngày nào cũng thay. Thấy chưa? Sau này mình thỉnh thoảng thay thôi. Nhỏ thích là đi đâu về có quà khác gì, mua đồ gì về để thay vào đấy. Okay. Hiểu chưa? Đấy. Còn bốc như thế này. Đây ấy là có 3 bộ cốt thất bảo. Bộ cốt thứ nhất là để đặt vào trong bụng ông thần tài. Bộ cốt thứ hai là trong bụng thổ địa. Bộ cốt thứ ba là đặt vào trong bát hương. Đấy, bây giờ đặt gọn cái đó đấy ra ngoài kia. Và nó mở này ra để hướng dẫn nào. Con đứng vào lấy anh cái bút nữa. Để chuẩn bị ghi. Bút hả? Đi đây. Đấy rồi. Bây giờ em sẽ bỏ dây chân, mở dây chân kim ra. Đó. Thế kéo nữa. Kéo mẹ lấy hẳn kéo cắt kia ngọt rồi. Đừng để thôi. Rồi vào nào em? Nào là kia. Không, mặt là người mẹ. Cắt chia làm 6 này hay chia làm 8 này? Không, cắt thì cắt một ít để tí nó dán được cái phía dưới của ông thần tài đầu địa thôi. Cắt một góc thôi. Ờ, lấy băng dính nữa. Ờ, lấy băng dính nữa. Cái băng dính, cái quận băng dính to không? Cái băng dính to, nhỏ là được. Trong cái hộp đấy. Trong cái hộp mà ở ấy á? Băng dính không? Trong cái hộp mà hộp gì bố? Băng dính gì? Băng dính này. Quận băng dính. Quận băng dính này. Không có để đấy không? Trên này thôi. Họ con trang nó lấy không đại đâu thôi. Không, quần mông dính to lắm. Ở trong mấy cái hộp ba vấn đề đồ sửa xe ở dưới. Ô, thằng này nó lấy ra, trang lấy ra rồi. Chào ba thần tài đây. Đổ vàng đi. Đó cho con thần tài. Tiếp là rồi cô thất bảo ra. Đấy, bỏ cái bảo đây. Bỏ giấy ra. Đúng rồi, hết ra. Đấy, đấy. Đúng rồi. Đấy. Vàng bạc nữa. Bỏ ra đi lông không anh? Bỏ hết chứ. Dây. Dây chỉ ngũ sắc. Đấy là chỉ ngũ sắc. Ok. Đấy, thế là gói này. Nhìn cái lỗ này không? Cái này còn cái đá. Thôi cái đấy để sao? Nhìn cái lỗ này không? Rồi. Cái gói làm sao để cho mình khi mình luồn vào cái gỗ này nó dễ. Chứ cái bùa này. Không, cái không. Chỉ có đọc cái này thôi. Đúng rồi. Cái bộ. Không. Gói dài ra. Đấy. Đấy. Nhìn đây để biết có những cái lỗ rất là to thì mình gói kiểu gì. À, gói kiểu này. 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 Này.
chưa? Mình sẽ làm thế này để mình vâng. Mình gói thì mình tí mình mới đưa vào được, đúng không? Đúng chưa? Đúng không? Đấy, đúng chưa? Đấy, nào đây. Mình tặng đổ sang hai bên đấy. Đây thì gọi là quy trình gì? Quy trình gọi là làm cốt cho thần tài đấy. Rồi, ok, rồi. Đổ hết cái gói tiếng Anh vào trong này. Vào đây. Chưa? Nè, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Nhìn lại, coi đổ, nhìn vô chưa? Ừ, hiểu rồi. Đấy, tự tay đặt vào. Nhựa nhỉ? Nước còn lúc bây giờ lau nó chưa sạch, gửi rượu. Để cho đẹp, nhìn cho đẹp. Quay quay nghiêng hơi nghiêng của thằng đấy, tiếp theo làm như thế nghiêng hơi chéo chéo nhau. Ok, đấy, đây là bộ cốt thất bản nhá, bao gồm là bảy bảo vật đây này, đây là san hô đỏ này, nhìn chưa, đây là ngọc trai này, đó, đây là tiếng ngũ sắc, đây là mã não này, đây thạch anh này, đấy, đấy nhìn chưa, bảy vàng lá vàng lá vàng, bảy bảo vật đấy, không phải là cái gói lúc nãy mà mở ra nó bằng nhựa, nhìn này sang hẳn. Là của công ty phú thị nữa nào. Đúng rồi. Tất cả sau kia sau này chú bốc văn hương ở nhà mới cũng thế. Phải dùng bộ này. Chứ không phải là dùng mấy cái bộ ở ngoài kia. Sau lúc đấy lại gọi và đấy. Đấy quy trình như thế này và sau này cô có thể làm như thế đối với nhà ngoài kia học chú. Chỉ khác là ngoài kia thì mình đặt văn hương tí đặt văn hương như thế này. Đấy, gọi này, đúng rồi. Của công thì rồi. Còn cô chú cũng chưa được phép thờ. Đúng rồi, nhà cô chỉ có một bát hương giống như bát này thôi, tí nữa sẽ làm như quy trình đúng không? Đấy. Chưa được phép mà thờ các cụ chưa được. Bao giờ lãnh đạo chuyển cho nhà máy hết lúc đấy. Xin chân hương. Đấy, làm một lần sau là kể cả sau này cứ thế mà làm thôi. Các bát hương gia đình thế cứ thế mà làm thôi. Cái gì khác văn khấn thôi. Rồi, ok. Đặt nốt thầy anh vào. Tại sao hai ông thần tài thổ địa là có lỗ ở cái bụng là như thế? Dùng để gì? Để đặt cốt thất bảo nên nhiều gia đình là không có làm, là không đúng. Là không có tác dụng. Không có tác dụng gì, đúng không? Rồi, đặt vào. Thì mang hương xuống nè, đặt cho chỗ này, đặt cho đây, hương này nguyên đây.
đúng nha, cho đây rồi ok. Giật thứ nhất là giật thứ nhất của ông Hương ấy là lấy bật lửa này đốt bên trong, hơi bên trong này hơi là hơi đồng khí ấy. Cái thứ hai là làm gì mà lấy, đúng rồi, làm quy trình gói toàn bộ Vũ Thất Bảo vào. Việc thứ ba là đặt Thạch Anh xuống dưới cùng này, và Thạch Anh lúc nãy là gói anh ngược xong đấy, Thạch Anh ngược cùng này. Cái thứ tư là đặt cốt Thất Bảo ở đây. Cái thứ năm nó là bốc tròn, bốc sinh não bệnh tử sinh dừng lại, xong mình lấy tay mình ấn thật mạnh cho xuống khá là chắc đấy, để sau mình cắm hương nó bị nghiêng. Ok đấy, sau đó lại đọc câu chú kia ram si ram mận ung mà lấy phát hương còn nhỏ thôi được nhá. Ung kale kun le vaha ung bru, anh đọc trong lần để biết cách đọc ấy. Ram ung si ram ung ma le phát hương ung kale kun le vaha ung bru, thấy chưa? Đó thì mình sẽ làm những gì như vậy bắt đầu. Đấy, bây giờ mình hơi cái bật lửa này, mình hơi bên trong mắt luôn, mình nhấc ngược lên, mình bật lên cột nước. Đây, lấy cái khăn này lau qua đi. Lau sạch. Rồi. Sau khi bốc qua hương xong ấy. Có lên lửa thôi. Có. Rồi, được rồi. Sau khi xong ấy thì mình sẽ gì, mình sẽ rắc cặp vàng thần tài lên mặt, sau đó mình sẽ đặt cái chồng lên mặt, không anh hướng dẫn thôi, thì còn bây giờ nào đâu nữa đấy mà. Ok đây các bạn đâu cháu thôi nhỉ, đây à, tí nữa cho nhiều hơn một tí nữa thôi. Ok rồi, bắt đầu làm đi. Thứ nhất là bắt hương mình để mặt ngược nào ở trên nhá, khí đặt thật vuông vắn. Nước thì sau này rót thì nhớ là từ ngày mai đi bỏ bỏ đi. Có thì bây giờ ghi đây, bây giờ mình ghi này. Nó đường tẩy ghi mà. Ok, đây. Đúng rồi. Đây. Ghi gì đây? Lấy cái tờ này này, sau này nhớ đây. Đây, ghi đi, ghi nhá, từng chữ một. Đây, phụng thờ. Phụng thờ thần tài thổ địa chư vị chân linh này, phụng thờ thần tài thổ địa chư vị chân linh, xin đọc hai chữ một đây. Phụng thờ biết hoa biết thường đều được, thường được hết, con chỉ biết nhỏ nhỏ thôi hết. Phụng thờ thần tài thần tài thổ địa chư vị chân linh. Đấy, bốc mặt hương gì là theo quy trình như thế. Rồi, rồi này quy trình này. Thứ nhất là Thạch Anh đặt cuối cùng. Hai là đặt bộ cốt thất bảo ngay cạnh mặt nguyệt này đúng chưa? Con nói rồi đã úp sát đây, thấy không? Thấy chưa? Đặt nghiêng ngay đặt làm một đặt năm. Đấy, bốc đi. Sinh não bệnh tử sinh. Sinh là bốc đầu tiên, xong não lại bốc một lần nữa. Bệnh bốc một lần nữa, tử bốc một lần nữa, không lại sinh. Đúng rồi. Sinh là dừng. Dừng. Sau bắt đầu đọc câu thần chú này. Đúng không? Bốc bao nhiêu cũng được vậy? Bốc phải tay thôi. Thế, được. Thì. Rồi, đấy. Tay sàn đều ra,
và đọc cái câu chú đấy, ấn mạnh xuống cho nó chắc ấy. Đọc câu chú đấy. Đọc cái gì? Ula, Usilam, Umani, Bam, Mehum, Ukai, Ê, Sơ-ba, Ha, Um, Bờ, Nga, U. Đúng rồi. Tiếp. Tiếp. Rồi tiếp đừng chặt quá, chặt là vừa không? Não bệnh thủy tinh. Mà tay xuống. Đây đi xuống chặt nhìn đọc thôi. Não. Não. Bệnh. Xin. Đặt tên xuống anh. Đúng không? Cứ thế. Này cho đẹp hơn mà. Đang đọc câu thần kia. Um ra Um si lam Um ma li Pa Me hum Um ra Re kum le sa ba ha Um Ba Um pe hum Um ba hum cháy thêm vận nhiều nữa thế vài ba vài cắm nhào này vài ba vài ba cái cắm bằng tay trái nhá, không cầm lấy một nén một thôi, cắm chính giữa nén cách xa cái ấy là có cách lên một tí nó cháy nó đứt, tay cắm xuống nó thẳng xuống thật sâu xuống rồi bên trái một nén. Thế phải là em. Thế phải cân á. Thế có tí nữa. Thế phải thập ấy. Rồi trước một nén. Nghiêng nhỉ? Trước một nén, sau một nén. Rồi sau một nén. Đây đây. Cắm xoa đen cái này luôn nhỉ? Rồi. Thế là sau khi cắm xong rồi thì ấy, đặt đặt bê đặt đấy. Thôi, tắm đấy thôi, đặt chỉnh đặt người cho thật thẳng đi. Đang lệch đấy. Thẳng chưa? Đây nhìn nó không thẳng. Đây này, nó bị thẳng. Đây, đây rồi. Đúng chưa? Không rồi. Thế là đọc con phấn thôi. Cũng đi. Thấp vái ba vái xong đọc con phấn. Vái ba vái. Đây đọc đây chứ. Đúng không? Đây là con phấn. Đọc mua đi đọc vật.